Đức Phật từng dạy rằng, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Chỉ có giây phút hiện tại là đáng để chúng ta đầu tư và thật sự sống mà thôi. Lời dạy của Đức Phật đã có hàng ngàn năm nay, vậy mà ta của hiện tại phần lớn vẫn đang sống trong sự quên lãng, trong sự tiếc nuối về những điều đã qua và trong những sự lo lắng, sợ hãi về những gì chưa tới. Vậy làm sao để ta không đánh mất niềm vui và hạnh phúc trong phút giây hiện tại? Làm sao để sống trọn vẹn từng phút giây? Ngày nay, nhiều người thường tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Họ cho rằng chỉ cần có nhà đẹp, xe sang, một cuộc sống sung túc thì đó là hạnh phúc. Thậm chí, nhiều người còn coi đó là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi có được nhà đẹp, xe sang rồi, họ lại mong cầu những điều lớn hơn. Hoặc cũng có thể lao tâm khổ tứ gần hết cuộc đời mà họ chẳng đạt được những điều mà mình mong muốn. Rồi họ rơi vào trạng thái thất vọng, hoài nghi về năng lực bản thân, cảm thấy mình kém cỏi. Cứ như vậy, họ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn, sống ở hiện tại nhưng luôn phải suy tính cho tương lai. Liệu rằng khi đạt được tất cả, họ có cảm thấy hạnh phúc? Câu trả lời hẳn là đã được thực tế chứng minh. Chúng ta không nên lầm tưởng những thứ bên ngoài ấy là hạnh phúc. Con người nếu còn bám chấp vào sự vật, hiện tượng thì con người còn khổ đau. Sự bám chấp là nguyên nhân của nỗi khổ và sự bất an. Khi những mong muốn của con người trở thành sự bám chấp thì những mong muốn này trở thành nguồn gốc tiềm tàng của khổ đau. Ban đầu có lẽ ta chưa nhận ra được điều ấy, nhưng dần dần nó sẽ là nguyên nhân cho những nỗi khổ tiếp theo và lớn hơn sau này. Vậy ta làm gì để giải thoát, để thoát khỏi nỗi khổ bây giờ? Đức Phật không dạy con người trốn tránh khổ đau. Ngài dạy chúng ta hãy quay trở về chăm sóc, sống hài hòa với nỗi khổ để nhìn sâu và chuyển hóa. Từ đó giúp chúng ta mở cửa thực tại, buông bỏ sự bám chấp và những tri giác sai lầm về ta và về thế giới để đạt được tự do. Hạnh phúc và niềm vui đến từ sự thực tập buông bỏ. Trong cuộc sống có nhiều thứ khiến ta khó có thể buông bỏ và chính những điều đó trói buộc và khiến ta mất đi tự do. Dừng lại và nghỉ ngơi là phép thực tập đơn giản, thực tiễn và cần thiết cho chúng ta, nhất là trong nếp sống của thời đại bây giờ. Nếu bạn nói bạn chưa có khả năng để nghỉ ngơi, thì có lẽ là do bạn chưa biết dừng lại. Điều quan trọng là hãy tập dừng lại, buông bỏ mọi sự lo toan, bận rộn và tranh đấu của cuộc sống. Vì quá lo toan, bận rộn nên tâm ta vướng bận về quá khứ, mơ tưởng đến tương lai. Và vì thế chúng ta đánh mất khả năng thảnh thơi và hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Hãy thực tập buông bỏ mọi sự tranh đấu, mọi lo sợ về tương lai, tiếc nuối về quá khứ để có mục đích thực cho sự sống của phút giây hiện tại. Đức Phật đã ban cho chúng ta những phương pháp thực tập rất cụ thể để chuyển hóa khổ đau, sợ hãi, thèm khát, hận thù và tuyệt vọng. Đừng tìm kiếm những phương pháp quá to tát hay lo sợ mình không có thời gian tu thiền. Hãy thực hành căn bản từ những việc làm nhỏ nhất như thiền đi, thiền thở, mỉm cười, ăn cơm. Mỗi khi tới giờ ăn, ta bước đi từng bước thảnh thơi, chánh niệm về phía nhà ăn. Sau khi ngồi xuống ăn thì ta cũng ăn trong chánh niệm. Cần ý thức rõ ràng đây là miếng đậu, đây là cà rốt, chứ không phải là sự buồn đau về một quá khứ đã qua hay suy tư về những dự án sắp tới. Bằng chánh niệm, ta ý thức được ta đang gấp cái gì. Khi đưa vào miệng, ta cũng ý thức được ta đưa vào miệng cái gì và ta đang nhai cái gì. Thứ ta nhai là miếng đậu, miếng cà rốt, chứ đừng đưa vào miệng giận hờn, lo âu hay sợ hãi. Nếu ta ăn cơm trong trạng thái mơ màng, lo âu, buồn tủi, thì những thứ chúng ta ăn không những ta chẳng cảm nhận được độ ngon mà những thực phẩm ấy sẽ rất khó tiêu. Ngược lại, hãy tập nhai chậm rãi, ý thức được từng hành động của mình, thì khi đó
ta sẽ cảm nhận được thứ ta đang nhai như một tặng phẩm của thiên nhiên. Tương như thực hành như vậy với các việc khác như đi, thở, làm việc, chắc chắn ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc trong từng giây phút ta trải qua. Hạnh phúc và niềm vui đến từ sự thực tập buông bỏ. Đức Phật đã dạy tất cả những điều kiện của hạnh phúc đều có thể tìm thấy ngay bây giờ và ngay ở đây. Nếu ta có khả năng dừng lại, thiết lập thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng tất cả những điều kiện của hạnh phúc đều đang có mặt ở hiện thực, ngay bây giờ và ngay ở đây. Học cách buông xả muộn phiền. Chúng ta đều giống như cây, chấp thủ thì giống như dây leo. Nếu như ta khao khát được ngắm cảnh, thì cảnh chập chờn quanh mắt ta. Nếu muốn nghe âm thanh, thì chúng sẽ quanh quẩn bên tai, vân vân. Khi tất cả đều vướng vào trong đó, chúng ta sẽ phải chết. Một số người không để mình chết một cách tự nhiên, họ đem sự chấp trước quấn vào cổ mình. Thế gian giống như những con kiến, càng bò dọc theo dây leo. Nếu chúng ta cắt bỏ những sợi dây leo vướng vít vào cây, kiến sẽ không thể leo lên cây. Chúng ta phải cắt bỏ mọi thứ có thể. Nếu tâm ta dài, cắt nó ngắn lại. Nếu nó ngắn, làm cho nó tròn. Nếu nó tròn, làm cho nó bóng. Nếu nó bóng, thì làm cho nó sáng chói. Như thế, tâm có thể quay vòng mà không bị vướng vào bất cứ thứ gì, và có thể được giải phóng khỏi mọi đau khổ và phiền não. Khổ do sở hữu. Đây là lý do tại sao mọi người trên thế gian lại khổ như vậy. Nếu có 5, họ muốn tăng lên 10. Họ nghĩ rằng khi có 10, họ sẽ có thể thư giãn. Nhưng khi họ thật sự được 10, họ sẽ muốn tăng nó lên 100. Và rồi họ phải luôn tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn, vì họ sợ sẽ đánh mất những gì họ đang có. Chỉ khi nào ngừng thở, họ mới thôi tìm kiếm thêm. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy rằng có là khổ. Và đây là lý do tại sao Đức Phật sắp xếp để không có bất cứ gì cả. Ngài nói, thân thọ, tưởng hành và thức không phải của tôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải của tôi. Khi không có gì là của ta, thì làm sao ai lấy được gì của ta? Ai có thể áp bức ta? Nếu có người cho chúng ta thứ gì, ta nói rằng ta được, rằng ta có. Nếu họ lấy chúng đi, ta nói rằng ta mất. Nhưng khi không có gì để sở hữu, thì không có gì có hoặc mất. Trong trường hợp đó thì làm gì có khổ đau? Niết bàn là kết thúc của tất cả những gì có và không có. Nếu không biết cách buông bỏ, chúng ta sẽ khổ. Giả dụ rằng ta đang nắm gì đó trong tay. Nếu ta không thả tay, buông nó xuống, ta sẽ không thể nắm thứ gì tốt hơn cái ta đang có. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ. Chưa kể là tay ta sẽ bị nhớp nhúa vì phải cầm nắm đồ vật luôn tay. Thử đến, ta có thể quan sát sự vật dưới mọi khía cạnh để khi ta đặt nó xuống, để ta biết nó thật sự là gì. Thí dụ ta đang nắm chặt một con dao trong tay, thì ta không thể nhìn để biết nó là loại dao gì. Nhưng nếu ta mở nắm tay, đặt dao xuống, thì ta có thể nhìn nó kỹ hơn để xem nó được làm từ thép, gỗ, sừng hay là ngà voi. Có chất lượng hay không, nó có thể được sử dụng cho mục đích gì.
bám víu vào thân là bám víu vào nghiệp cũ. Buông được thân là buông được nghiệp cũ. Và khi chúng ta có thể buông bỏ theo cách này, sẽ không còn nghiệp nơi thân nữa. Giống như một miếng đất, nếu chúng ta sở hữu nó với giấy chủ quyền và với ranh giới rạch ròi, thì ta phải đối mặt với những vấn đề như lấn đất, lừa đảo, tranh chấp ranh giới và kiện cáo ra tòa. Nhưng nếu ta không sở hữu miếng đất đó mà nó là tài sản công cộng, sẽ không có rắc rối hay cãi vã gì. Như thế, tâm ta có thể yên ổn. Nếu tâm ta bị cuốn hút vào bất cứ điều gì, thì đó cũng là xấu. Nếu bạn có thể thấy được có thân hay không có thân là như nhau, bệnh tật hay không bệnh tật là bình đẳng, chết và sống như nhau, như có cùng giá trị, thì tâm có thể buông thư và không bị cuốn hút vào bất cứ điều gì cả. Trong giai đoạn đầu, chúng ta buông cái ác và bắt đầu làm điều thiện. Giai đoạn kế tiếp, ta buông cái ác và một số điều thiện. Giai đoạn thứ ba, ta buông mọi thứ thiện và ác, bởi vì mọi thứ bản chất do duyên hợp, không thể dựa vào chúng. Ta làm điều tốt, nhưng không chấp vào đó. Khi buông, ta phải biết làm điều đó một cách thông minh, không phải hủy hoại, tức là tùy duyên mà làm điều tốt. Ý nghĩ của ta, ta còn không giữ được, nói gì đến vật chất bên ngoài. Khi ta làm điều thiện, ta làm vì lợi ích của chúng sinh trên thế gian, cho con cháu của ta. Ta làm mọi thứ tốt nhất có thể, nhưng không chấp vào đó. Vì ta biết rằng mọi thứ đều do duyên hợp, đều vô thường. Như thế, tâm ta có thể rõ ràng, trong sáng như viên ngọc quý. Nếu ta chấp vào lời khen chê, ta thật dại khờ, khác gì uống nước bọt của người. Khi ta hành động đúng, có người nói ta đúng, người nói ta sai. Khi ta hành động sai, có người sẽ nói ta sai, có người sẽ nói ta đúng. Không có gì thường hằng giữa thiện hay ác, đúng hay sai. Cái ác ở trong cái thiện, và thiện ở trong ác. Thí dụ khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nói rằng nó ngon. Nhưng sau đó khi nó đi khắp cơ thể, nó sẽ biến thành một thứ gì đó ngược lại. Có những kẻ trộm cướp vì có những người giàu có. Nếu mọi người không có tài sản kho báu, thì làm gì có kẻ trộm cướp? Đức Phật thấy rằng cái ác không phải là điều ta có thể phụ thuộc vào. Cái thiện cũng không phải là điều ta có thể phụ thuộc vào nó. Đó là lý do tại sao Ngài buông bỏ cả thiện và ác bằng cách không chấp chúng vào tâm. Ngài đã được giải thoát khỏi mọi điều thiện ác và vì thế đã vượt qua tất cả các pháp thế gian. Đó là cách Ngài đạt được hạnh phúc tuyệt đỉnh. Sức mạnh của thiện và ác giống như một thỏi nam châm có sức hút tâm trí ta làm điều thiện điều ác, để rồi sau đó sinh vào những nơi thiện hoặc ác phù hợp với lực hút của nó. Khi làm điều thiện hay điều ác, ta tưởng mình có thể để lại thế gian thỏi nam châm đó. Nhưng những thỏi nam châm đó sẽ kéo tâm trí của ta đến tầng bậc của chúng. Những ai không đủ thông minh để biết cách tránh né hoặc tự tách mình khỏi sức hút của thiện và ác thì chắc chắn sẽ bị kéo theo trường lực của chúng. Họ sẽ phải tiếp tục bơi trong luân hồi sinh tử. Đây là lý do tại sao người trí cố gắng tìm cách cắt thường lực đó để họ có thể thoát khỏi sức mạnh của nó, đạt được tự do. Nói cách khác,
họ làm tốt nhưng không chấp vào đó. Họ làm những việc có thể không tốt và họ cũng không chấp vào đó. Họ không để ý những điều này kết nối với nhau. Đây là ý nghĩa của việc có trí tuệ, biết cách cắt đứt các chấp dính của thế gian. Tâm không tốt hay xấu, nhưng nó là cái biết điều tốt và điều xấu. Nó là cái làm điều thiện và ác. Nó là cái buông bỏ cái thiện và buông bỏ cái ác. Không phải là trường hợp mọi thứ đều tiến triển nếu chúng ta bám vào chúng, hoặc xấu đi nếu chúng ta buông chúng. Bám chấp giống như cây cầu. Nếu không có cầu, ai sẽ đi bộ qua bờ bên kia? Chỉ có bên này và bên kia của dòng sông. Nếu có mắt, ta có thể nhìn thấy cả hai bên bờ. Nhưng không có kết nối, tâm không bị cuốn vào các thiện kiến của nó, giống như một chiếc lá sen trong nước. Nước không thể thấm vào lá, nó chỉ lăn qua lăn lại trên bề mặt. Có nhận thức nhưng không có chấp trước. Nhận thức mà không có sự chấp giữ, giống như điện không có dây, chỉ có độ sáng. Khi không có dây, không ai có thể bị điện giật. Hoặc bạn có thể nói rằng, nó giống như một ngọn lửa không cần đèn. Không có bất nào được sử dụng, không có tốn dầu, nhưng vẫn có ánh sáng. Nếu chúng ta tách rời thân và tâm, thì nhận thức thông thường sẽ biến mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhận thức bị tiêu diệt. Nó vẫn còn đó, nhưng nó là loại nhận thức đặc biệt, không phụ thuộc vào thân hay tâm. Giống như khi chúng ta tách sáp của một ngọn nến ra khỏi bất của nó. Ngọn lửa biến mất, nhưng tiềm năng của lửa thì không bị tiêu diệt. Cho dù có nhiên liệu hay không, lửa vẫn tồn tại trên thế giới bởi bản chất của nó. Đây là nhận thức về Niết Bàn. Bậc A-La-Hán cũng nói và hành động, nhưng họ không nói hoặc hành động theo cách mà người phàm phu vẫn thường làm. Họ biết cách tách biệt mọi thứ, giống như phát thanh viên nói qua radio. Ta có thể nhấn vào radio, nhưng ta không thể chạm được đến người đang nói. Sự trải nghiệm của giải thoát không có ý nghĩa của trước hoặc sau, thậm chí hiện tại. Khi tâm trống rỗng, nó cảm thấy nhẹ nhàng tự do, không có mối bận tâm nào cả. Giống như loài chim, nó không để lại dấu vết gì trong thinh không. Tương tự, khi tâm trống rỗng, dẫu có người chỉ trích ta, vẫn không có gì lưu dấu trong thinh không, không có gì vướng mắc trong tâm. Thiền chỉ là giữ cho tâm lắng động. Thiền quán là biết cả khi tâm an tĩnh và khi tâm không an tĩnh. Biết cái tưởng của quá khứ và tương lai, vì chúng là kiến thức trực quan. Loại kiến thức này không bị mắc kẹt trên các tưởng. Đây được gọi là kỹ năng buông xả. Nó không bị mắc kẹt trong tâm tham hay vô tham. Nó giống như được viết trong thinh không. Thinh không không ảnh hưởng gì. Ta viết nhẹ nhàng mà không ai đọc được. Dù ta viết điều tốt hay xấu, không ai đọc được. Thinh không có mặt, nhưng không dán hình. Lời Phật dạy, sống ngay giây phút hiện tại. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại. Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ, ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại. Bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại. Thế gian thường hay nói, niềm vui chóng qua mau, nỗi buồn thường lưu dấu lâu dài. Đó là một sự thật ít ai nghĩ đến.
Con người ta thường hay tiếc nuối những cuộc vui đã qua và muốn giữ mãi hạnh phúc được lâu dài mà không chịu gieo trồng phước đức. Đến khi việc đau buồn đến, họ chới với, chơi vơi trong cô đơn tuyệt vọng, để rồi chấp nhận cuộc đời đen tối mà không biết tìm cách để vượt qua. Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày, cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài, nhưng dòng đời đâu cho phép như thế. Vì có sự sống là có chết chóc, có sum họp thì có chia lìa, có được sẽ mất đi. Tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của vô thường, nên những điều mong muốn mà không được như ý sẽ làm cho chúng ta khổ. Sự sống có thể đem đến cho chúng ta nhiều niềm an vui và hạnh phúc, song cũng có những lúc chúng ta bất an, lo lắng, trong mệt mỏi chán chường mà dẫn đến tuyệt vọng. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải ít nhiều gì đó cảm nhận được những sự đau đớn, khổ não do bệnh hoạn và tai nạn gây ra nơi thân tâm của chính mình. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói đến những sự khổ về vật chất lẫn tinh thần bởi do nhiều nguyên nhân. Và con người ta bắt đầu bệnh khổ từ lúc mới sinh ra, bởi những nghiệp duyên trong quá khứ đã tác động đến kiếp hiện tại. Đức Phật chỉ dạy rằng, cứu chữa cho tâm quan trọng hơn là cho thân, vì đó là nguyên nhân gây ra bao điều tội lỗi. Người có tâm từ bi rộng lớn và hành vi thiện lành, tâm sẽ ít bị vấn đục bởi phiền não, tham sân si chi phối. Nếu chúng ta mỗi ngày tỉnh giấc từng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì ta sẽ biết cách làm chủ bản thân để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn về mọi mặt. Người có thân thể khỏe mạnh nhưng cứ để cho tâm tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố chi phối thì sẽ nhận hậu quả đau khổ đời này và vô số kiếp về sau. Thân chúng ta bệnh thì đau nhức, khó chịu, nhưng tâm bệnh thì làm cho chúng ta bị dằn vặt, khổ sở não nề, có khi dẫn đến tuyệt vọng mà quyên sinh tự tử. Người biết tu tuy thân vẫn chịu sự đau đớn của bệnh hoạn, nhưng tâm không bị khốn khổ vì đã thấu suốt được lý nhân quả. Vô minh về nguồn gốc ban đầu, chúng ta thử nhìn trong một vòng tròn thì không thể tìm thấy điểm xuất phát khởi đầu. Một số học thuyết thì cho rằng có điểm khởi đầu, còn các nhà khoa học đặt ra giả thuyết về nguồn gốc của trái đất và vũ trụ. Vấn đề của sự khởi đầu về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong bầu vũ trụ bao la này, khó có học thuyết nào xác định rõ ràng. Riêng về đạo Phật nhận định, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, vì nó trùng trùng duyên khởi theo nguyên lý nhân duyên quả. Nếu chúng ta tự đặt ra câu hỏi, khổ đau từ đâu đến và con người từ đâu có? Kết quả mà ta đang thọ nhận quả tốt xấu trong hiện tại là do nhân gây ra trước đó, và quả này ngược lại sẽ trở thành nhân cho quả tiếp theo, tương tục từ đời này sang kiếp khác, theo nguyên lý duyên khởi không có ngày cùng. Khi có sự sống, chúng ta vừa thọ nhân quả và không ngừng tạo ra nhân mới tiếp nối. Rõ ràng, nhân quả xoay chuyển liên tục theo nguyên lý, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Môi trường, ngay nơi sự sống của chúng ta, với bầu trời quang đãng, không khí trong lành, vẫn có nhiều chất ô nhiễm hay mầm bệnh trong không khí bởi do con người tạo ra, do lòng tham lam, ích kỷ. Môi trường có thể là một nguyên nhân lớn trong việc làm ảnh hưởng đến đời sống con người. Các mối liên hệ,
các mối liên hệ trong cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta nhiều phiền muộn khổ đau. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần lớn những khổ não của chúng ta? Số đông ai cũng nghĩ rằng chính là kẻ thù đã làm cho chúng ta khổ não. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần mà thôi. Người có thể làm cho chúng ta khổ não chính là vợ chồng, con cái hoặc những người họ hàng, bạn bè hay bạn đồng nghiệp của ta. Người mà chúng ta thường hay bực bội, khó chịu chính là những người thân thiết nhất của ta. Hằng ngày, chúng ta không chỉ phải đương đầu với gia đình, người thân mà còn biết bao nhiêu người khác nữa. Có người ta biết, có người ta không biết. Có người giúp đỡ ta, có người muốn cản trở ta. Vì thói quen của chúng sinh là tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố và dẫn đến hiềm hận, nên mới nói lời hằn học khó chịu và sẵn sàng giết hại lẫn nhau không thương tiếc. Xáo trộn cảm xúc. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải những kẻ đối đầu mà chính là chủ nghĩa cá nhân. Sở dĩ chúng ta phiền muộn, khổ đau nhiều, phần lớn là do sự vọng động thân biệt bởi ý thức hệ trong ta. Chúng ta luôn thay đổi cảm xúc trong từng giây phút bởi những toan tính do ta chấp thân tâm này làm ngã. Chúng ta hay lo lắng về được mất, phải trái, đúng sai, hờn thua, tốt xấu, nên mới sinh ra tham lam, sân giận và si mê, để rồi chịu nhiều phiền muộn, khổ đau. Khi tâm lý bị xáo trộn, làm cho chúng ta hoang mang lo sợ, làm gia tăng thêm phiền muộn khổ đau. Mỗi khi có sự cố xảy ra như vậy, ta cần phải quán chiếu, tư duy sâu sắc thì mới đủ sức chuyển hóa tham sân si thành vô lượng trí tuệ, từ bi. Khi bị tham lam ích kỷ sai sử, ta có thể quán sát như sau. Tôi đang tham, tôi biết đang tham, tôi biết có những ham muốn đang làm mờ tâm trí tôi. Khi quán sát như vậy, thì tự nhiên trạng thái tâm tham sẽ dần hồi biến mất. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mọi diễn biến đang xảy ra như là một thực tại nhiệm màu. Hãy sống cho những giờ phút ngày hôm nay. Cái gì đến thì nó sẽ đến, dù ta có không muốn cũng không được. Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng, nhận thức và hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp lắm. Nếu ta cứ tiếc nuối quá khứ tốt mà đánh mất chính mình trong hiện tại, còn nhớ lại quá khứ đau buồn khiến ta bị lụy khổ đau. Bởi quá khứ đã qua rồi, chúng ta có muốn quay lại để nắm bắt nó cũng không được. Suy nghĩ tiếc nuối về nó chỉ thêm buồn phiền. Tương lai còn ở chân trời xa tích, có ai biết nó sẽ ra sao mà mơ tưởng viễn vông không thực tế. Ta chỉ tin nhân quả, buông xả những ý niệm đã qua, sống ngay với giây phút hiện tại. Ta tham, ta giận, ta si mê, ta đều biết rõ. Nhờ vậy ta sẽ cảm thấy an ổn, nhẹ nhàng. Nếu ta không biết chấp nhận hiện tại như nó đang là, để sống bình thản, an nhiên với những được mất, hơn thua của dòng đời, thì dung sắc của ta sẽ nhanh chóng héo tàn như lâu xanh lìa cành. Một tinh thần giáo dục nhân bản mà Thế Tôn truyền dạy là tinh thần biết sống và bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Phật dạy, không tham việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc tốt tươi. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lâu xanh lìa cành. Với kiếp sống của con người, nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không tin sâu nhân quả, thì ta sẽ than trời trách đất, oán ghét người thân, đổ thừa cho xã hội mà ta vô tình đánh mất chính mình. Nếu đi sâu vào ngành tâm lý trị liệu, họ phân tích rằng phần lớn các cảm xúc khổ đau đều do con người suy tưởng quá nhiều mà thất vọng bởi những chuyện bất như ý.
Khi ta lỡ làm một điều gì đó lầm lỗi, ta cảm thấy ân hận và hối tiếc, thì như vậy sẽ làm cho ta càng bi thương, buồn khổ thêm. Tốt nhất là ta hãy xem xét lại mình đã làm gì đúng hay sai. Nếu thực sự đó là một hành động làm tổn hại người khác, thì ta hãy quan sát như sau. Ta đã hành động không đúng lẽ phải rồi, nên ta xấu hổ và ăn năn sám hối. Nhờ vậy ta sẽ bớt phiền não, ân hận, rầy rứt và tiếc nuối. Chúng ta thường có ước muốn được phát triển và thành công trọn vẹn. Người có tâm lý này luôn muốn khuếch trương cái mình có. Họ muốn chứng tỏ với mọi người tầm ảnh hưởng của mình được nhân loại chú ý và quan tâm. Người ta cố sức tạo danh thơm tiếng tốt để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Một người vợ có thể cố gắng điều khiển chồng hay ngược lại. Lòng tham muốn thống trị người khác thể hiện tâm lý tham lam và ích kỷ. Chúng ta thường khi đạt được một mục đích nào đó thì lòng tự mãn sẽ phát sinh. Thái độ tự mãn đó dễ làm cho con người có thể khinh thường người khác. Người quá tự mãn về chính mình dễ xúc phạm đến người khác, làm cho người đó cảm thấy bực tức, khó chịu, nén cơn giận trong lòng mà ôm mối hận thù chờ cơ hội trả đũa. Khi chúng ta không đạt được một mục đích gì đó thì sinh ra tâm chán nản, mặc cảm, tự ti do không còn tự tin nơi bản thân mình. Người như thế này hay có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Chúng ta sẽ thay đổi tư duy và dùng các phương pháp để thực hành. Trước tiên, chúng ta sẽ tư duy về nhân quả. Nó là một thực tại thiết thực trong suốt cuộc sống. Bất cứ chúng ta làm gì cũng đều theo quy luật nhân duyên quả. Dựa trên cơ sở nhân quả, chúng ta tin rằng chết không phải là hết, mà chỉ thay đổi hình dạng tùy theo nghiệp báo đã gieo tạo trong hiện tại, để cho ra kết quả trong tương lai. Khi tin có kiếp sống luân hồi, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những gì đến với ta, dù tốt hay xấu. Tất cả các pháp sinh diệt đổi thay là do nhân duyên tích lũy tương tác của nhiều yếu tố khác nhau. Theo nguyên lý, cái này không thì cái kia không, cái này có thì cái kia có. Nhân của hoa là hạt giống, nhưng đất, nước, ánh sáng mặt trời và sự chăm sóc của con người thì cây mới có thể sống. Không đảm bảo đầy đủ các yếu tố trên sẽ khiến cây hoa khô héo, từ từ chết đi. Khi chúng ta đạt được điều gì mong muốn, ta không nên quá vui mừng hoặc quá hãnh diện tự hào. Chúng ta cũng nên biết rằng những gì hôm nay mình thực hiện được rồi một ngày nào đó cũng sẽ đổi thay. Do đó ta không quá thất vọng khi đối mặt với những chướng duyên hay nghịch cảnh. Khi tâm có sự định tĩnh và sáng suốt sẽ giúp cho ta dễ dàng buông xả các tâm niệm xấu ác. Ai cũng muốn mọi người đối xử tốt với mình, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Có nhiều người khi lầm lỗi thì đòi hỏi phải được tha thứ, nhưng khi thấy người khác làm lỗi thì họ sẽ không chấp nhận mà còn phê phán, chỉ trích mạnh mẽ. Chúng ta muốn được an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh, cần phải thể nhập tâm, thanh tịnh sáng suốt. Khi được như thế, ta mới có thể từ bi, đồng cảm, tha thứ và biết quan tâm đến người khác với tinh thần không vụ lợi. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại. Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai để luôn hoang mang lo sợ, ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại. Người tu phải dẹp bỏ tham sân si. Sống được với ông Phật thật của chính mình, đó là người biết tu, biết trở về cái cứu kính chân thật, nguồn an lạc vĩnh cửu. Ngược lại, chạy theo tâm suy nghĩ lăng xăng, chúng ta chỉ chuốc đau khổ mà thôi. Trong kinh kể lại,
Một hôm Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu trong thất của các ông có 3 con rắn độc chui vô thì các ông có ngủ ngon không? Các thầy thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không ngon. Phật hỏi: Làm sao các ông ngủ mới ngon? Các thầy thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn độc ra khỏi thất thì ngủ mới ngon. Phật kết thúc: 3 con rắn độc tuy độc nhưng không độc bằng 3 thứ tham sân si. Tại sao? Vì rắn độc cắn chỉ chết thân đời này thôi, còn tham sân si hại không những đời này mà còn qua đến nhiều đời khác nữa. Đây là điều hết sức cụ thể. Người tu phải dẹp bỏ 3 con rắn độc tham sân si mới có thể tu được. Làm sao để dẹp chúng? Nóng giận là rắn hổ lửa. Nếu nó ở trong nhà mình, chúng ta phải lấy roi nhẫn nhục để đuổi. Nhẫn là an nhẫn, nhịn nhục. Dần dần nóng giận sẽ lắng dịu. Như ai nói câu gì trái ý làm mình nổi giận, miệng la tay múa. Tất cả những hành động khiến người ta khổ gốc từ nóng giận mà ra. Muốn nhịn, con bị nói uống nước cho mát, nhưng nước qua khỏi cổ thì nóng lại nữa. Bây giờ tôi đề nghị với quý vị một lối nhẫn thực tế hơn. Khi vừa nổi nóng, chưa kịp mở miệng, chúng ta liền đọc câu thần chú này: Nói là ngu, nín là khôn. Cứ đọc tới đọc lui một hồi thì cơn giận sẽ hết. Vì sao? Vì khi nổi nóng, mình sẽ nói bậy. Nói bậy tức là ngu. Vì vậy ta tự nhắc nói là ngu, còn im lặng là khôn. Cứ tự nhắc mình như vậy hoài, sẽ không nói trong lúc đang nóng. Nhờ thế mà ta tránh gây khẩu nghiệp, tránh luôn cả thân nghiệp không tốt. Tự nhắc như thế, chúng ta yên được một lúc, nhưng sau đó nhớ lại cũng nổi nóng nữa, nên phải bước qua chặng thứ hai là quán từ bi. Từ bi là sao? Từ bi là thương mến tất cả mọi người như thân nhân của mình. Nhưng họ chửi thì làm sao ta thương được? Chúng ta phải dùng trí suy xét kỹ. Kẻ nói những điều thô lỗ vô lý là người tỉnh hay mê? Đó là người mê. Nếu người mê thì ta phải tỉnh mới khôn ngoan. Người tỉnh thì phải thương kẻ mê, chứ đâu thể giận họ được. Như vậy, chặng thứ nhất là nhẫn, để ngăn chặn sự nóng giận bộc phát. Đến chặng thứ hai mới bứng tận gốc sân hận. Đến tham làm sao trị? Tham dụ như rắn hổ mang. Loại rắn này thường chạy tứ tung, không chịu ở yên một chỗ. Tham có 5 thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Chúng ta trị tham như thế nào? Tham tiền thì lấy thuốc vô thường trị. Tiền của tuy có, nhưng sẽ mất bất cứ lúc nào. Phật dạy, tiền của thường bị 5 nhà lấy. Một là bị nước lục cuốn trôi, hai là bị lửa cháy tiêu, ba là bị trộm cướp, bốn là bị con bất hiếu phá, năm là bị quan quyền không lương thiện chiếm đoạt. Tiền của chúng ta tích lũy, gìn giữ được một thì muốn thêm hai, được hai thì muốn thêm ba, thêm bốn. Cứ muốn tích lũy thêm hoài, gọi là tham. Nếu chúng ta nhớ lại của cải nhiều, nhưng gặp tai nạn, lửa cháy, nước lụt, còn bất hiếu phá, hoặc bị trộm cướp rình rập cướp lấy, thì sẽ tiêu tan hết. Nên đó là của cải không bảo đảm. Muốn được bảo đảm hơn, chúng ta phải tu pháp bố thí. Giả sử 1.000 đồng đủ cho chúng ta sống trong một tháng. Nếu mình có 1.001, 1.002, thì tính để dành. Đó cũng là hơi tham một chút. Bây giờ có dư, ta giúp đỡ những người thiếu kém hơn mình.
đó là bố thí. Vì vậy nói bố thí độ sang thăm. Tất cả của cải thế gian đều có thể bị người ăn cắp. Chỉ nghiệp lành của mình là không ai lấy. Cho nên, đối với tham tài, chúng ta dùng hai thứ thuốc để trị. Một là quán vô thường, hai là bố thí. Đến bệnh tham sắc, đây cũng thuộc loại bệnh trầm trọng. Bệnh này lấy thuốc quán bất tịnh để trị. Quán thân nhớp nhúa bẩn thỉu, tự nhiên bớt tham sắc. Vì sao chúng ta dính mắc với sắc đẹp? Vì nhìn mọi người qua dáng vẻ bên ngoài, chứ không thấy tột cùng phần bên trong. Đức Phật thấy rõ con người chỉ là một đẩy già hồi thối. Đó là lẽ thật mà chúng ta lại không dám nhận. Nghe hôi, liền kiếm nước hoa bôi lên cho thơm. Thấy đen, liền lấy phấn thoa lên cho trắng. Đó là đánh lừa nhau, chứ không có lẽ thật. Sự thật thì từ đầu tới chân, chỗ nào cũng nhớp hết. Nếu thân thật đẹp đẽ, sang trọng, lẽ ra trong ngoài đều phải tốt đẹp. Nhưng đằng này vừa có rịn chảy chỗ nào thì ta liền nghe hôi hám nhơ nhớp. Đó là Phật dạy chúng ta thấy đúng như giá trị thật của con người. Khi đã thấy thân là đẩy già hồi thối, mình có muốn tìm vài ba đẩy già hồi thối ở chung nữa không? Một mình đã chịu không nổi rồi, còn thêm hai ba cái nữa thì quả là khổ. Nhờ quán vậy chúng ta không còn đam mê sắc đẹp. Đó là chưa nói sắc đẹp không thể tồn tại lâu dài. Chỉ lứa tuổi thanh niên vẻ đẹp mới sung mãn, chứ tới 7-80 tuổi thì già nhăn má hóp, lúc đó hết đẹp rồi. Cái đẹp chỉ tạm một thời mà người ta lại lầm mê đắm đuối theo nó. Phật dạy quán thân này nhơ nhớp là quán ngay nơi mình, chứ không phải quán ngay nơi người khác. Nhiều người không biết, nghe Phật dạy quán thân bất tịnh, rồi thấy ai dễ thương quá, liền quán trên người đó, quán một hồi hương thêm. Phải quán ngay nơi mình, phải biết rõ thân nhơ nhớp gớm thân mình, thì thân người khác cũng sẽ gớm. Quán bất tịnh thành công thì bệnh tham sắc không còn. Nên nói đó là thuốc trị bệnh tham sắc. Đến tham danh làm sao trị? Tham danh là tham có chức quyền. Ví dụ người ra ứng cử quốc hội có lo không? Lo làm sao thu hút được quần chúng, nên cũng mất ăn mất ngủ. Kế lại lo cạnh tranh giữa những người được lòng dân, bởi đâu phải chỉ có mình ứng cử. Như vậy khổ không? Nếu kết quả mình rớt thì khổ vô cùng. Còn đậu mới thấy như vui, nhưng thật ra cũng không vui. Vì lãnh trách nhiệm với dân phải làm sao cho được. Nếu làm không được thì bị quở, như vậy cũng lo nữa. Đến khi mất chức lại càng khổ hơn. Như vậy trước khổ, giữa khổ, sau cũng khổ. Ba thời đều khổ, chứ sướng ít gì. Khổ mà người ta cứ tưởng vui, cho nên mới giành giật với nhau. Người tu biết rõ, tham danh là nhân đau khổ. Quán như thế thì trị bệnh tham danh. Đến tham ăn, có ai không tham ăn đâu. Đại đa số đều thích ăn ngon. Như vậy bệnh tham ăn làm sao để trị? Chúng ta phải dùng hai thứ thuốc. Một là quán vô thường, hai là quán bất tịnh. Cái ngon không tồn tại được lâu, chỉ một phút, nửa phút khi nhai. Lúc thức ăn còn ở lưỡi, thấy ngon, nhưng nuốt qua khỏi cổ rồi thành hôi dơ. Như vậy thức ăn uống chỉ là tạm bợ, ngon trong chốc lát chứ không bền. Chúng ta ăn cốt để sống khỏe mạnh, chứ không phải ăn cốt để ngon. Nhiều khi vì muốn ăn ngon, mình phải tốn hao tiền của gấp mấy lần ăn bình thường. Rõ ràng do tham ăn mà khổ. Đó là chưa nói ăn ngon quá sanh bệnh. Cho nên việc ăn uống hạn chế vừa phải,
đừng đòi hỏi, đừng tham lam. Đó là biết quán vô thường, quán bất tịnh để trừ bệnh tham ăn. Đến tham ngủ lấy gì để trị? Tham ngủ là bệnh trầm trọng chung cho nhiều người. Ví dụ Phật tử biết tu, hẹn 5 giờ khuya thức dậy tụng kinh hoặc niệm Phật, tỏa thiền. Nhưng đêm đó ngủ ngon giấc, nghe đồng hồ reo, cứ lằn qua trở lại, một lát rồi thôi, cho nó qua luôn. Đây là bệnh tham ngủ, cũng gọi là bệnh giải đãi, lười biếng. Đối với bệnh tham ngủ, có hai pháp để trị. Một là tinh tấn trị giải đãi, hai là quán vô thường. Khi đang ngủ, nghe tiếng kẽn hoặc đồng hồ reo không muốn thức, thì phải nhớ rằng ngày nay mình khỏe mạnh, nhưng chắc gì ngày mai cũng khỏe. Nên giờ nào khỏe mạnh thì phải ráng tu, để mai mốt lỡ chết làm sao tu được. Đó là quán vô thường để đánh thức, để lay tỉnh chúng ta ráng tu. Phật thường dạy phải quán vô thường như cứu lửa cháy dầu. Lửa rớt một đốm lên đầu, ta chờ 5-10 phút sau mới phủi nó, hay là phủi liền. Vừa thấy lửa cháy đầu thì phải phủi liền. Vậy, ngày nay chúng ta khỏe mạnh, ngày mai chắc gì khỏe mạnh. Vì vậy, ngày nào khỏe mạnh thì ráng tu ngày ấy, không chần chờ. Đó là chúng ta biết thân này vô thường, không bảo đảm. Lúc nào làm được gì thì cố gắng làm, không bỏ qua. Nhờ quán vô thường ngay lúc đó ta trỗi dậy, đi rửa mặt rồi tụng kinh niệm Phật hoặc tỏa thiền. Nếu cứ lằn qua trở lại, giật giữa hoài thì không trỗi dậy nổi, con ma ngủ sẽ làm chủ mình. Quán vô thường xong, kế đó lấy roi tinh tấn đánh mạnh một cái, bắt nó trỗi dậy rửa mặt thì mình tu được, không bị mất thị giờ. Đó là phương pháp trị bệnh tham ngủ. Như vậy, năm bệnh tham kể trên đều có thuốc trị. Chỉ vì Phật tử lâu nay không biết thuốc trị nên gặp bệnh không biết làm sao. Trị được năm bệnh đó rồi thì chúng ta hết tham, hết sân. Đến sau cùng là si. Si là gốc đau khổ nhất của cuộc đời. Nói đúng thứ lớp thì trước là si, rồi tới tham sân. Sân là ngọn, si là gốc. Tại sao? Si mê là thấy không đúng như sự thật. Sự vật trắng mà mình thấy đen, xấu mà cho tốt, đó là si mê. Si mê là thấy theo ảo tưởng, trí tuệ là thấy đúng như thật. Người nào sống theo ảo tưởng sai lầm, đó là người si mê. Chữ si mê trong nhà Phật có chia từng loại. Loại cạn nhất không biết phân biệt thiện ác, tội phúc, chánh tà. Chúng ta tu phải biết rõ gì là thiện, gì là ác. Trong nhà Phật dạy làm gì được tốt đẹp, sáng suốt, đem lại lợi ích cho mọi người, đó là thiện. Ngược lại, làm điều xấu xa, đem lại nguy hiểm cho mọi người, đó là ác. Phiền não do tham sân si mà ra. Nếu chúng ta biết chừa, biết ngăn đón tham sân si thì phiền não sẽ giảm dần. Nếu dẹp được mây phiền não thì ông Phật của mình hiện ra. Không cần tìm kiếm ở đâu hết, sống được với ông Phật thật của chính mình, đó là người biết tu, biết trở về cái cứu kính chân thật, nguồn an lạc vĩnh cửu. Ngược lại, chạy theo tâm suy nghĩ lăng xăng, chúng ta chỉ chuốc đau khổ mà thôi. Chúng ta phải luôn tỉnh để tự cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Nếu mê thì đi trong trầm luân muôn kiếp, còn tỉnh thì lần lần thoát khỏi phiền não, vượt ra vòng luân hồi sinh tử. Đó là chỗ cao siêu, cứu kính trong đạo Phật. Cho đi là còn mãi. Chúng ta cho đi cũng như ta gửi tiền vào ngân hàng vậy đó. Ngân hàng ở đây
là ngân hàng nhân quả, rất an toàn, bảo đảm. Để rồi một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Có một vị đệ tử hỏi thầy của mình: Bạch thầy, con không biết bố thí và cúng dường khác nhau ra sao? Thầy đáp: Thực chất thì là một. Bố thí nghĩa là tặng, là cho đi. Vì Phật là bậc trên vai vế của chúng ta, nên để cung kính, mình gọi là dâng cúng, cúng dường. Nhưng con nên nhớ rằng, bất kỳ hành động bố thí nào cũng phải làm với lòng thành thật và cung kính. Trò gãi đầu hỏi tiếp: Bạch thầy, như vậy thì bố thí cho chúng sinh có được công đức bằng sự cúng dường chư Phật chăng? Thầy cười đáp: Bố thí hay cúng dường là cách con phát triển bồ đề tâm. Nếu con tính toán công đức nhiều ít, tức là chưa được rốt ráo. Cái gì mà con có thể tính toán thì thuộc pháp hữu vi, sinh diệt, chẳng phải pháp rốt ráo vô lậu. Bởi thế, tâm vô thị đạo, nghĩa là khi con tu hành, phải giữ lòng vô tâm, tức là cõi lòng không mong cầu, không vướng bận, chẳng tính toán, chẳng sợ hãi, lo toan. Nếu chúng ta giữ tâm như vậy, tức là giữ đạo. Mà đạo nào phải là thứ xa xôi gì đâu, chính là bồ đề tâm đó con ạ. Trò dường như có chỗ tỉnh ngộ. Chập lâu, trò nhịn không được, hỏi tiếp: Tuy nói tu thì chẳng nên mong cầu công đức, phải vô vi tự tại, nhưng xin thầy nói cho con nghe phước báo của việc cúng dường ra sao. Thầy mới khẽ đầu trò, rồi cười đáp: À, con đúng là tham lam không chừa, vẫn ham công đức, chẳng biết vô tâm tu hành. Thôi được, nếu con muốn biết thì ta cũng chiều lòng con. Tổ sư Tông Mật có dạy rằng: Cúng hoa sẽ được dung mạo tuyệt đẹp như Phật, cúng hương nhang thì được quả báo giới luật viên mãn, thơm phức, cúng đèn đuốc thì tâm trí sẽ được minh mẫn, sáng suốt, cúng vòng ngọc sẽ được phước báo luôn đầy đủ, mọi thứ trang nghiêm, cúng màng sẽ được đắc năng lực làm mưa xuống ngọc ngà, tức là được vô số châu báu để giúp đỡ những người nghèo khó, cúng chuông khánh thì được mọi người quy kính, tôn trọng, dùng lời ca tiếng hát cúng dường thì sẽ được nghe pháp âm vi diệu. Đó chỉ là những cách cúng dường cơ bản nhất. Còn phải nhớ, tu hạnh gì mình cũng phải hồi hướng cho chúng sinh, không nên tu để ôm công đức riêng cho mình. Qua cuộc đối đáp của hai thầy trò, chúng ta có thể thấy bồ đề tâm là tâm hướng đến sự giác ngộ, thấu cảm và từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tâm bồ đề sẽ thúc đẩy chúng ta hành động để đạt được quả vị Phật và mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua các biểu hiện, các phương tiện khéo léo. Đó là một cảm giác, động cơ muốn thay thế những đau khổ của người khác bằng hạnh phúc. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tế phủ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả. Nếu gặp kẻ nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm, ngọng, điếc, mù, mà có thể đủ tâm từ bi, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng an ủi, thì các vị đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho trăm hằng hà sa chư Phật. Vì sao? Vì các vị đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ nghèo cùng và tàn tật. Phước lành được hưởng quả báo đó là
trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những vật để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn. Như vậy, bố thí cho chúng sinh như thế, với tấm lòng kính trọng thương yêu, công đức cũng bằng cúng dường, không phải chỉ cho một vị Phật mà cho hằng hà sa chư Phật. Do đó, có những người không theo đạo Phật, không cúng chùa, chỉ lo bố thí cho người nghèo với tâm yêu thương thật sự cũng được phước lợi lớn. Thế nhưng, để thành tựu được công đức lớn nhất, đó chính là bố thí pháp. Ví như chúng ta có khả năng giảng thuyết như quý thầy, quý sư cô, thì ta có thể ấn tống kinh sách, chia sẻ các bài giảng, các chương trình ca nhạc Phật giáo lên Facebook, YouTube, Twitter. Được như thế là ta đã góp phần mang lời Phật dạy đến mọi người, cũng dần thực hiện được pháp thí. Là người học Phật, chúng ta nên tu cho mình và cho người. Ta hãy để tâm mình bình tĩnh và sẽ chia thông tin cần thiết đến mọi người. Quý vị bảo vệ sức khỏe cho mình cũng là bảo vệ sức khỏe cho người. Trường hợp mình chưa đủ khả năng về tài chính, kinh tế để tặng cho người thì cũng có thể trao cho họ bằng cách như nở những nụ cười tươi, hoan hỷ. Nếu tâm ta chân thiện, dù không có một đồng làm từ thiện, nhưng một nụ cười hay một lời khuyên chân thành, khích lệ, an ủi, động viên, ấm áp cũng đủ để tích phước cho mình. Và khi trao tặng cho người niềm vui, sự không sợ hãi là ta đã thực hiện sự thí vô úy mà Phật đã nói rồi. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Không những trong đời hiện tại mà nhiều đời vị lai, những công đức, phước báo đó sẽ còn hoài, còn mãi. Cho đi là phương tiện để ta gieo bòn phước đức. Chúng ta cho đi cũng như ta gửi tiền vào ngân hàng vậy đó. Ngân hàng ở đây là ngân hàng nhân quả, rất an toàn, bảo đảm. Để rồi một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Vậy ngay hiện tại, chúng ta hãy thường xuyên gieo trồng công đức để tương lai có những hoa trái tốt đẹp. Có hai việc không nên làm trong cuộc đời. Điều quan trọng nhất mà ta sở hữu là gì? Không phải là sự huy hoàng của ngày hôm qua, cũng không phải là hy vọng của ngày mai, mà chính là hiện tại. Có hai việc không nên làm trong cuộc đời, chúng ta cần ghi nhớ. Có hai việc không nên làm trong cuộc đời. Ở ngôi chùa nọ, có một vị sư đã ngoài 80 tuổi, trời nắng to vẫn mang phơi nấm hương. Sư trụ trì nhìn thấy, bèn nói: "Ông này, ông đã lớn tuổi vậy rồi, sao phải làm những chuyện này? Ông không cần phải cực khổ như vậy, tôi có thể tìm người làm thay ông mà." Vị sư già thoải mái nói: "Người khác không phải là tôi." Sư trụ trì lo lắng đáp: "Đúng là vậy, nhưng nếu có việc làm thì cũng đừng chọn lúc nắng chói chang như vậy chứ." Vị sư già này lại nói: "Ngày nắng không đem nấm ra phơi, chẳng lẽ đợi trời râm hay mưa rạo mới phơi hay sao?" Sư trụ trì nghe thế không nói gì thêm được nữa. Người ta thường hay nói: "Việc hôm nay đừng để ngày mai, việc của mình thì mình làm." Tuy nói thì dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Chúng ta luôn có thể tìm được rất nhiều lý do để tránh né, nhưng kết quả thì chẳng phải là tự dối mình hay sao? Đời người có hai việc không nên làm. Việc đầu tiên chính là đợi, việc thứ hai chính là dựa dẫm. Lại có một câu chuyện về người sáng lập Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Thân Loan như thế này. Cha mẹ Thân Loan mất từ khi ông còn nhỏ.
năm 9 tuổi, ông đã hạ quyết tâm xuất gia. Vì thế, ông đã tìm đến sư thầy Từ Trấn. Sư Từ Trấn hỏi ông rằng: "Cậu còn nhỏ như thế, tại sao lại muốn xuất gia?" Thần Loan trả lời: "Tuy con chỉ mới 9 tuổi, nhưng cha mẹ đều đã không còn. Bởi vì con không biết tại sao con người ta lại phải chết, tại sao con phải xa cha mẹ, cho nên để hiểu được đạo lý này, con nhất định phải xuất gia." Sư Từ Trấn cực kỳ khen ngợi chí nguyện này của ông và nói: "Được rồi, ta đã hiểu. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay quá muộn rồi. Đợi sáng ngày mai ta sẽ xuống tóc cho con." Thần Loan nghe xong liền nói: "Thưa sư phụ, tuy người nói sáng mai sẽ xuống tóc cho con, nhưng dù sao con cũng còn là trẻ con ngây ngô. Con không dám đảm bảo là ngày mai có còn muốn xuất gia nữa hay không. Hơn nữa thưa sư phụ, người đã già như thế rồi, người cũng không thể đảm bảo được liệu ngày mai người có còn thức dậy hay không ạ." Sư Từ Trấn nghe ông nói xong thì vỗ tay khen hay, đồng thời hài lòng nói: "Nói rất hay, lời con nói hoàn toàn đúng. Bây giờ ta sẽ lập tức xuống tóc cho con. Nếu như còn có ngày mai, thì bạn sẽ trang điểm như thế nào? Nếu không có ngày mai thì phải nói hẹn gặp lại thế nào đây? Mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Trẻ con không biết được liệu có giữ quyết tâm của ngày hôm nay đến ngày mai được hay không. Vậy còn bạn, có thể đảm bảo ngày mai mình còn nhớ kế hoạch ngày hôm nay hay không?" "Đúng thế, không có ai biết trước được tương lai cả. Chúng ta không thể biết được ngày mai đến sẽ mang theo niềm hy vọng mới hay nỗi tuyệt vọng khó lường. Vì thế chúng ta sống phải nỗ lực, đừng để ngày hôm nay trở thành một phần trong quá khứ." Khi ngồi trên bờ sông, Khổng Tử có nói: "Thệ giả như tư phù, bất xá trú dạ." Nghĩa là người ra đi mãi không trở lại, ngày đêm mãi không ngừng trôi. Sinh mệnh là không thể chờ đợi được. Đời người ngắn ngủi nên phải biết bắt lấy cơ hội. Điều quan trọng nhất trong đời đó là sống mà không cần phải chờ đợi hay dựa dẫm. Những lời Phật dạy sâu sắc, đọc xong bừng tỉnh ngộ. Công trình khó khăn nhất trên thế giới này là công trình cải tạo thế giới nội tâm của con người. Những lời Phật dạy sâu sắc, đọc xong bừng tỉnh ngộ. Bạn phải cảm ơn người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn. Chỉ có người nói cho bạn khuyết điểm của bạn mới là người đối tốt với bạn nhất. Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời. Đừng cố cưỡng cầu điều gì. Bởi vì nếu đã không phải là của bạn, thì sẽ không là của bạn. Cưỡng cầu cũng không đạt được. Phải biết đủ mới an lạc giữa vô thường. Bạn vốn dĩ không nhất thiết phải quay đầu lại, xem người đã nguyền rủa, lăng mạ bạn là ai. Nếu có một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một miếng? Chỉ có người sáng tạo ra cơ hội mới là người dũng cảm. Người chờ đợi cơ hội là người ngốc nghếch. Cho nên bạn đừng ôm cây đợi thỏ. Để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói. Nhưng để bồi dưỡng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ. Cho nên, xin bạn chỉ nói những lời lưu động tình người. Đừng bao giờ lãng phí từng phút giây của bạn để nghĩ đến người nào hay sự vật, sự tình nào đó mà bạn không thích. Hãy nhớ rằng, thời gian đối với bạn rất trân quý.
đừng bao giờ nói dối. Một câu dối gian lại phải bịa đặt ra 10 câu gian dối khác để bù đắp. Bạn cần gì phải khổ như vậy? Đừng nghĩ mình là người bất hạnh, bởi vì thực sự trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người bất hạnh và thống khổ hơn bạn nhiều. Bạn nhất định phải bao dung độ lượng với người khác và cả bản thân mình vô điều kiện. Cho dù người khác có xấu thế nào hay đã từng làm tổn thương bạn, bạn nhất định phải buông bỏ thì mới có được niềm vui chân chính. Nên ghi nhớ, chỉ có thể cứu giúp người cầu tiến, còn cứu giúp người mặc cảm tự ti là một việc thực sự khó khăn. Nghịch cảnh là quá trình trưởng thành tất yếu phải đi qua. Người có thể dũng cảm tiếp nhận nghịch cảnh thì cuộc đời sẽ mới từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Bạn sở dĩ cảm thấy đau khổ là bởi vì bạn đang truy cầu một thứ gì đó sai lầm. Nếu như bạn không để mình phải phiền não, thì người khác cũng không có khả năng làm cho bạn phiền não. Thế giới này vốn dĩ chứa đựng rất nhiều nỗi khổ. Mỗi người đều cần phải đối mặt và đi qua nó. Không có ai là ngoại lệ. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung mới có thể hóa giải thù hận. Đây là chân lý vĩnh hằng. Công trình khó khăn nhất trên thế giới này là công trình cải tạo thế giới nội tâm của con người. Phía trên là những lời Phật dạy sâu sắc, đọc xong bừng tỉnh ngộ. Nghe xong rồi, tự bản thân mỗi người cảm được bao nhiêu, thấu hiểu được bao nhiêu và thực hành được bao nhiêu là do tùy bản thân mỗi người. Oán trách mình chẳng thà thay đổi bản thân, tức giận chi bằng tự mình nỗ lực. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết: oán trách chẳng thà thay đổi bản thân, tức giận chi bằng tự mình nỗ lực. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ. Nói thật ra, con người sống ở trên đời khó tránh khỏi tức giận. Chỉ là có người nhận thức ra rất nhanh rằng tức giận chẳng giải quyết được việc gì. Hơn nữa, cùng với việc không ngừng tổng kết và tiếp thu bài học giáo huấn, họ cũng sẽ suy nghĩ ngày càng thấu đáo hơn một chút, làm tốt hơn một chút. Huống hồ, con người sống trên đời thường sẽ phải trải qua vài trận gió mưa, thường sẽ gặp phải những chuyện bất công, ngang trái. Oán trách chi bằng thay đổi bản thân, tức giận chi bằng tự mình nỗ lực. Bởi vì tức giận là biểu hiện của sự vô năng, câu này thật có đạo lý. Tức giận chỉ có thể khiến bạn phẫn nộ mà tổn hại sức khỏe và khiến tâm tình hỗn loạn, chẳng ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Giữa đại thiên thế giới, chúng sinh vạn trùng mây, sẽ luôn có người khiến bạn không thuận mắt. Nếu bạn ưu tú, sẽ có người đố kỵ với bạn. Nếu bạn bình thường, sẽ có người khinh thường bạn. Dẫu bạn là người như thế nào, bạn làm gì thì cũng đều sẽ có người chỉ trỏ trỏ, nói nọ nói kia. Đâu cần để tâm, hãy là chính mình và làm tốt nhất có thể. Nếu tức giận, kỳ thực là do tu dưỡng không đủ. Khi bị người khác chỉ trích, chẳng dễ dàng tức giận là một kiểu tu dưỡng, lại càng là bậc trí huệ. Tức giận là dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Người không dễ dàng tức giận, lòng sáng ngời độ lượng, thông dong mà khoáng đạt. Không tức giận thì tâm trạng sẽ tốt. Tâm trạng tốt sẽ luôn mỉm cười. Luôn mỉm cười nhân duyên sẽ tốt. Con đường nhân sinh cũng ngày càng thông thuận hơn. Tức giận chẳng giải quyết được vấn đề, oán trách nào có ích chi. Tức giận và oán trách sẽ khiến bản thân mất đi lý trí, khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên,
Khi gặp chuyện trái ý, nhất định phải bình tĩnh, đừng dễ dàng đưa ra quyết định trong cơn nóng nảy. Con người sống trên đời, sao có thể mọi việc đều thuận lòng như ý? Một vì sao rơi xuống chẳng có thể khiến bầu trời ảm đạm. Một bông hoa úa tàn chẳng thể khiến mùa xuân kém sắc. Khi xảy ra chuyện hãy đối diện bằng sự tích cực. Đừng oán trách đời, oán trách người, mà tự mình thục hậu. Bất cứ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết của nó. Chẳng thể thay đổi người khác thì hãy thay đổi bản thân. Chẳng thể thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tâm thái. Núi chẳng quay lưng lại, chúng ta hãy quay đi. Tâm thái quyết định nhân sinh. Một triết gia từng nói, tâm thái chính là chủ nhân của bạn. Tâm thái tốt có thể khiến bạn càng thêm lạc quan, khoáng đạt. Tâm thái tốt có thể khiến bạn vượt lên mọi khó khăn. Tâm thái tốt có thể khiến cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản. Người có tâm thái tốt sẽ không dễ dàng tức giận. Chữ thái tách ra thành chữ tâm, chữ nhất và chữ đại, nghĩa là tâm rộng hơn một chút, để việc nhỏ đi một chút. Đời người là một cuộc hành trình dài đằng đẵng, gập ghềnh là điều khó tránh. Nếu chúng ta quá coi trọng những thăng trầm này mà trầm mặc kém vui, thì đời người đâu có mấy niềm vui đáng kể. Tức giận với người hoang phí thời gian, tổn hại sức khỏe, chỉ bằng nghĩ thông, nhìn thoáng, dốc sức làm phong phú bản thân và kiếp nhân sinh, khiến mình trở nên ưu tú hơn, khiến cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Hãy nỗ lực dồn tinh thần làm giàu cho bản thân, làm phong phú kiếp nhân sinh, khiến mình ngày càng ưu tú. Tôi rất thích mấy câu trong bài Đồng Ca Vui Vẻ. Mặt trời mọc nơi biển đông, lặn nơi núi tây. Buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày. Gặp chuyện chẳng dùi sừng bò, người sẽ thư thái, tâm cũng thư thái. Già trẻ cả nhà thương yêu nhau, nghèo cũng như an, mà giàu cũng an. Gặp chuyện chẳng để tư tưởng của bản thân đi vào ngõ cụt. Ngước đầu nhìn trời xanh lồng lộng, mây trắng bay nhẫn nhơ. Điều chỉnh lại tâm thái, chẳng tức giận, ít oán hờn. Ngày tháng trôi đi như phù vân, hãy nắm giữ những điều mới lạ và mỹ diệu mỗi ngày. Tâm thái chính là chủ nhân của bạn. Chúng ta chẳng thể thay đổi người khác, nhưng lại có thể thay đổi bản thân mình. Hãy học hỏi để trí tuệ đủ đầy.